Bạn có tò mò muốn biết một căn nhà lớn như thế này thì căn phòng bếp sẽ được thiết kế như thế nào không? Theo mình nhé. Đầu tiên là hai giá song nồi được thiết kế phù hợp với khoang bếp dưới, gắn cánh tủ, đảm bảo thẩm mỹ cho không gian bếp. Giá song nồi được ghép nối từ những thanh inox dạng nan dẹt, tạo khoảng trống giúp song nồi bát đĩa được nhanh khô và ráo nước. Ngay bên cạnh là thùng rác đôi gắn cánh hai ngăn, được thiết kế đặt âm trong tủ bếp, vừa ngăn mùi bốc ra ngoài, vừa tiết kiệm được không gian. Tiếp đến là giá bát nâng hạ thông minh Goodlight kết hợp với tay nâng Bloom, nâng lên hạ xuống cực kỳ nhẹ nhàng và êm ái. Cái bát nâng hạ có thể điều chỉnh được độ cao sao cho phù hợp với chiều cao của người sử dụng để mọi thành viên trong gia đình đều có thể dễ dàng lấy vật dụng ở trên cao và không cần mỏi cổ hay là căng tay. Ngay phía dưới đây, hai kệ giao thất được sắp xếp ngăn nắp và an toàn. Nằm giữa là giá đỡ song nồi với dây trượt được gắn chặt vào hai bên của tủ với tính năng giảm chấn, tích hợp giúp giá chuyển động mượt mà, êm ái và không gây tiếng ồn. Thao tác đơn giản là kéo nhẹ cánh tủ, bạn sẽ dễ dàng nhìn thấy toàn bộ các song nồi và bát đĩa ở trên giá đỡ, giúp cho việc sắp xếp và sử dụng chúng trở nên dễ dàng và thuận tiện hơn bao giờ hết. Và cuối cùng là thùng gạo mặt gương trắng, bề mặt gương sáng bóng, sang trọng, dễ lau chùi và vệ sinh. Có chế độ đong gạo thông minh giúp lấy được số gạo vừa đủ cho gia đình. Sang trọng, hiện đại, tiện lợi, liên hệ ngay với Goodlight để lựa chọn những sản phẩm phụ kiện bếp phù hợp với căn nhà của bạn.